chào Châu. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ủa, ngày hôm nay Minh Châu đi đâu mà có nhiều khổ qua tay quá vậy? À, hay là bữa nay định nhờ Phương Hưng làm cái món ăn gì từ khổ qua tay đúng không? Nhìn là biết liền. Hay ghê vậy đó. Nhưng mà không phải là Châu nhờ, mà là khán giả nhờ. Có thư nè, đọc cho Hưng nghe nha. Thư của chị Trần Anh Thư ở đường Nhiêu Tứ, quận Phú Nhuận. Chị ghi như thế này nè: dạo này tôi thấy siêu thị và nhiều chợ bán khổ qua tay, cũng muốn mua về nấu nhưng mà không biết như thế nào, bởi vì tôi không biết cách nấu. Rất mong nhận được sự chỉ dẫn tận tình của đầu bếp chương trình Món Ngon Mỗi Ngày về loại khổ qua này, cũng như cách nấu món ăn từ khổ qua tay để tôi có thể đổi món lạ lạ cho gia đình. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Hả? Không phải chỉ có mình chị Anh Thư đâu mà cả Minh Châu cũng không biết là khổ qua tay ăn sao, nấu sao hết. Bởi vì hồi nãy Châu ghé ngang siêu thị mua một ít đến đây để nhờ Hưng chỉ nè. Chuyện nhỏ thôi. Rồi thì bây giờ Phước Hưng xin mời chị Anh Thư và Minh Châu và toàn thể quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện món khổ qua tay xào thịt bò. Và bây giờ chúng ta muốn thực hiện món khổ qua tay xào thịt bò này thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản như sau: 150g thịt bò, 300g khổ qua tay, hành lá, ngò rí, ớt sừng, tỏi băm, các loại gia vị thông thường, đặc biệt là nước tương Phú Sĩ. Hưng sẽ cho hết phần thịt bò này vào. Đem vào đây 1/2 muỗng hạt nêm Aji ngon nè, một ít tiêu nè, và một muỗng cà phê nước tương Phú Sĩ. Châu thấy vậy nè, bình thường các đầu bếp luôn luôn ướp thịt bò với lại nước tương Phú Sĩ. Sao mình không thể ướp muối hay là nước mắm mà phải ướp với nước tương Phú Sĩ vậy? Tại vì mỗi một cái nguyên liệu của nó thì nó thích ứng với một loại gia vị khác nhau. Khi mà chúng ta ướp thịt bò thì nó thích hợp với nước tương hơn. Khi mà ướp thịt bò thì chúng ta ướp nước mắm thì thịt bò nó sẽ bị khô và nó sẽ không có mùi thơm. Mà đặc biệt là thịt bò ướp với nước tương Phú Sĩ là nó còn thơm ngon hơn cho món ăn và nó mềm thịt bò hơn nữa đó. Ồ, hay quá, cảm ơn Hưng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ ướp thịt bò với nước tương Phú Sĩ để khi xào món ăn có mùi thơm thật là hấp dẫn, thịt bò còn mềm và ngon nữa chứ. Cho vào đây một muỗng cà phê tỏi băm thì Phước Hưng sẽ trộn đều lên. Rồi, kế tiếp thì Phước Hưng sẽ sơ chế đến khổ qua tay. Thì trái khổ qua tay này, khi mà các bạn mua khổ qua tay thì chúng ta hãy chọn những trái khổ qua tay. Cái thứ nhất là có màu sắc thật là láng bóng. Cái thứ hai thì nó còn giữ nguyên cái lớp phấn ở trên bề mặt của trái khổ qua tay thì trái đó mới rất ngon. Khổ qua tay này thì nó khác với những cái loại khác là khi chúng ta sơ chế thì chúng ta chỉ dùng cái mũi dao chúng ta sẽ cạo sơ đi cái lớp vỏ của nó thôi. Tại vì thường thường là tất cả các loại rau củ quả thì chất dinh dưỡng nó tập trung khá nhiều tại phần vỏ nên chúng ta chỉ cạo thôi, nếu chúng ta bào thì nó sẽ mất nhiều chất dinh dưỡng của chúng ta đó. Ừ, đúng rồi. Ồ, nhưng mà nếu mà mình bào sơ như vậy thôi thì cái vỏ nó có bị cứng không Hưng ha? Không, khi mà chúng ta cạo vỏ thôi thì cái lớp vỏ khi mà chúng ta xào lên thì nó rất là giòn. Ồ vậy á hả? Ừ, vậy nó có đắng không? Hưng cũng không biết nữa. Bây giờ có đắng hay không thì để xào xong rồi ăn mới biết. Khó ghê vậy đó. À, quý vị khán giả thân mến, quý vị nhớ là chúng ta chỉ cạo sơ lớp vỏ bên ngoài của khổ qua tay thôi. Đừng cắt đi lớp vỏ mà mất cái dinh dưỡng của khổ qua quý vị nhé. Cái phần vỏ của khổ qua tay thì Hưng đã cạo sạch rồi. Thì bây giờ Hưng sẽ chẻ dọc cái khổ qua tay này ra, cạo bỏ hết đi cái phần ruột nha. Và Hưng sẽ cắt khổ qua này ra. Với Hưng sẽ cắt xéo độ dày khoảng 1cm. Hành thì Phước Hưng sẽ cắt khúc. Bây giờ kế tiếp thì chúng ta xào. Hưng sẽ bắt một cái chảo lên đây. Châu sẽ giúp Hưng bật bếp nha. Chảo đã nóng thì Hưng sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu ăn. Cho tỏi băm vào. Cho hết cái phần thịt bò này vào. Và khi mà chúng ta xào món khổ qua xào thịt bò này thì các bạn chúng ta hãy xào thịt bò cho sơ thôi rồi chúng ta chút ra ngoài tô. Thơm quá à. Đúng rồi Hưng ơi, đúng rồi. Khi mà chúng ta dùng cái nước tương Phú Sĩ á thì khi mà chúng ta xào cái mùi thơm vậy lên rất là hấp dẫn luôn á. Bây giờ thịt bò thì đã sang rồi, giờ Hưng sẽ cho hết vào đây. Tiếp tục cũng là cái chảo này, Hưng sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu ăn tiếp. Rồi. Cho hết cái phần khổ qua tay vào đây. Rồi Hưng sẽ nêm vào đây khoảng 2/3 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Cho vào đây một ít nước nè. Nên có một ít nước. Wow. Rồi bây giờ khổ qua tay thì chúng ta không xào quá lâu tại vì khổ qua tay nó sẽ mềm, nó không có còn có độ giòn. Hưng sẽ cho hết cái phần thịt bò mà chúng ta đã xào vào và đảo đều. Và Hưng sẽ cho hết cái phần hành lá này vào. Ớt sừng nè. Rồi chúng ta đảo đều tay rồi tắt bếp. Hưng sẽ cho cái phần khổ qua tay ra đĩa nè. Cho vào đây một cọng ngò nè. Và đối với món khổ qua tay xào thịt bò này thì chúng ta không thể thiếu một chén nước chấm, đó chính là nước tương Phú Sĩ đó. Cùng với ớt sắc lát đúng không? Đúng rồi.
Rồi, rồi cảm ơn Hương nha. Phải chấm với lại nước tương Phú Sĩ đúng không? Rồi. Sao kỳ vậy ta? Sao khổ qua mà không có đắng gì hết trơn vậy? Khổ qua không những không đắng mà còn lại rất là giòn và có độ ngọt tự nhiên nữa chứ. Đặc biệt nha, bởi vì khổ qua giòn cho nên là cái độ mềm của thịt bò nó lại càng được tôn lên nữa. Ăn vào cảm giác rất là thú vị luôn đó Hưng. Cảm ơn Minh Châu và Phước Hưng. Xin chúc chị Anh Thư cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy làm thành công món ăn này nha. Và quý vị đừng quên nhé, chúng tôi còn rất nhiều những món ngon muốn gửi đến cho quý vị. Hãy thường xuyên theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày và đóng góp ý kiến cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Và đặc biệt quý vị khán giả và Phước Hưng có biết không, từ nay đến ngày 12 tháng 10 mời quý vị tham gia cuộc thi trổ tài với Món Ngon Mỗi Ngày với trị giá giải thưởng chung cuộc 30 triệu. Và bây giờ chúc mừng 4 bài dự thi chiến thắng tuần 3. Và chỉ còn một vài ngày nữa thôi chương trình sẽ kết thúc. Vì thế quý vị khán giả hãy nhanh chân tham gia chương trình nhé, để nhận giải thưởng tối đa là 30 triệu đồng. Và hãy đừng quên truy cập website mongonmoingay.com để có thêm những thông tin chi tiết nhé. Hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Minh Châu rất là mong quý vị khán giả sẽ thành công cùng với cuộc thi trổ tài với Món Ngon Mỗi Ngày, cũng như là với món khổ qua tay xào thịt bò ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.